chân dung bốn người phụ nữ từng đi ngang đời nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Công Lý tên đầy đủ Nguyễn Công Lý, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1973 là một diễn viên hài kịch, danh hài, nghệ sĩ nhân dân. Anh được biết đến nhiều nhất với các vai hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần và đặc biệt là vai diễn Bắc Đầu trong Gặp Nhau Cuối Năm. Anh được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân trong đợt phong tặng năm 2019 cho những cống hiến cho loại hình kịch nói. Ngoài ra, anh còn được biết đến qua các vai diễn, khoái trong bộ phim truyền hình Nhiều Tập Gió Làng Kình, vai hòa trong vở kịch Điện Thoại Di Động, vai trưởng phòng trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Anh từng đoạt huy chương vàng tại Hội Diễn Sân Khấu Chuyên Nghiệp Toàn Quốc 2009. Hiện tại anh đang là phó giám đốc của nhà hát kịch Hà Nội. So với rất nhiều diễn viên cùng thời lúc bấy giờ thì sự nổi tiếng của Công Lý khá sớm. Anh được công chúng đón nhận qua nhiều bộ phim khác nhau, dần dần khả năng diễn hài kịch của anh lại được công chúng yêu thích hơn cả, được nhiều khán giả yêu mến, nên cuộc đời nghệ sĩ Công Lý cũng được nhiều công chúng quan tâm. Được biết, trước khi chuẩn bị kết hôn với bạn gái kém 15 tuổi, nghệ sĩ Công Lý đã trải qua 3 mối tình gắn bó. Người vợ đầu tiên của nghệ sĩ nhân dân Công Lý, Thục Khuê. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý cưới Thục Khuê, vợ đầu của Nam, giành hài khi anh còn khá trẻ. Thục Khuê hiện đang công tác tại đài truyền hình Việt Nam. Cô được nhiều người nhận định là cá tính, giỏi giang và ưa nhìn. Sau khi chia tay, đây là người phụ nữ ít được nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhắc đến nhất. Theo như một người bạn thân của nghệ sĩ nhân dân Công Lý hé lộ, trong cuộc sống vợ chồng cả anh và Thục Khuê đều có những bất đồng, họ cãi vã và không thể giải quyết mâu thuẫn. Cả hai có một cô con gái sinh năm 2001. Đến nay, Công Lý vẫn thường xuyên ghé thăm cô con gái đầu lòng của mình. Thục Khuê được đánh giá là một người tốt, chu đáo, nhiệt tình với bạn bè, hiền lành nhưng lại rất có cá tính. Về hình thức, nhiều người thừa nhận chị rất ưa nhìn, đặc biệt khuôn mặt ấn tượng. Được biết, vợ cũ Công Lý hiện đang công tác tại đài truyền hình Việt Nam, công việc phải đi quay khá nặng nhọc nên Thục Khuê có phần già hơn tuổi. Nhưng qua những hình ảnh mới nhất cô chia sẻ, nhiều người bất ngờ trước nhan sắc như lão hóa ngược của Thục Khuê. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng còn để lại lời khen bên dưới ảnh của Thục Khuê. Ảnh này đẹp quá. Thục Khuê và Công Lý từng có chung một người con gái là bé Kiến, tên thật là Thục Anh. Sau khi ly hôn, Thục Anh ở với mẹ. Hiện chị vẫn công tác tại đài truyền hình Việt Nam. Do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, nên Công Lý và Thục Khuê thường xuyên lục đục. Cuộc sống ngột ngạt khiến cả hai nhanh chóng kết thúc mối lương duyên. Nam danh hài chia sẻ rằng mình đã mất rất nhiều sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cái được duy nhất của anh là có cô con gái rất đáng yêu, bé Kiến. Tên thân mật mọi người hay gọi ở nhà rất yêu thương bố. Gặp ai cũng mượn điện thoại để nhắn tin cho bố. Bố đang ở đâu? Bố làm gì? Mỗi lần nghĩ đến con, anh vẫn không khỏi tự trách mình đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Nhắc về Thục Khuê, Công Lý từng chia sẻ hiếm hoi trên truyền hình, kể về sự quan tâm của vợ đầu làm anh nhớ mãi. Công Lý nói, tôi hay thích những quyển thơ. Chính Thục Anh hay gửi cho tôi những tập thơ mà tôi rất thích. Những ngày gần đây tôi vẫn đọc lại. Người vợ thứ hai MC Thảo Vân. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, năm 2004, Công Lý và Thảo Vân kết hôn. Hết lời khen ngợi Thảo Vân, Công Lý từng chia sẻ hạnh phúc vì có một người vợ đảm đang, biết vun vén, chăm lo cho gia đình. MC Thảo Vân sinh ra trong một gia đình khó khăn có đến 8 người con tại tỉnh Lạng Sơn. Mẹ của chị là một người phụ nữ tần tảo và hết lòng hy sinh cho gia đình. Qua lời kể của nữ MC Gặp Nhau Cuối Năm, mẹ chị hiện lên là mẫu người thích khoe những thành tựu nho nhỏ của người thân trong gia đình. Đặc biệt con cái làm được gì mẹ rất đỗi tự hào. Thế nhưng bà chưa từng có cơ hội được nhìn thấy cô con gái út đứng trên sân khấu mà đã vội ra đi. Đây chính là điều nuối tiếc nhất trong đời của chị, bởi chị luôn muốn mẹ tự hào về cô con gái nhỏ đã được lên TV và được nhiều người biết đến. Nổi tiếng từ vai trò người dẫn chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, MC Thảo Vân chia sẻ đó là sự may mắn đối với cô khi có cơ hội được dẫn dắt một chương trình hay. Vào một thời điểm chưa có nhiều chương trình giải trí bùng nổ như bây giờ, thời điểm đó, Gặp Nhau Cuối Tuần còn là một chương trình đặc biệt và được mọi người dành rất nhiều sự quan tâm. Khi làm chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, ekip cũng muốn tìm một gương mặt mới, không phải những người đang làm việc tại VTV. Chính vì vậy, tôi mới được tiến cử. Cho đến tận bây giờ, cứ mỗi cuối năm, nhiều người lại hỏi MC Thảo Vân rằng đã quay Gặp Nhau Cuối Năm chưa, năm nay có hay không. Điều đó có nghĩa là các khán giả đã coi cô như một thành viên của chương trình này. Điều ấy khiến Thảo Vân vô cùng hạnh phúc. Chỉ với kinh nghiệm ít ỏi từ việc dẫn cho vài chương trình sinh viên nhỏ, nữ MC bước chân vào đài truyền hình với tâm trạng hồi hộp, bỡ ngỡ và đầy phấn khích. Không trải qua buổi tập duyệt hay các buổi diễn thử, Thảo Vân đã có khoảnh khắc khó quên và sống động khi lần đầu tiên dẫn chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Gắn bó với chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần từ thuở sơ khai cho đến khi ngừng quay, MC Thảo Vân gần như là một phần gắn bó của Gặp Nhau Cuối Tuần. Mỗi khi được nhắc đến MC Thảo Vân, khán giả liền nhớ đến cô MC dẫn chương trình duyên dáng với giọng nói truyền cảm. Không chỉ gắn bó với Gặp Nhau Cuối Tuần,
MC Thảo Vân cũng là MC kỳ cựu của chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Chương trình được xem là món ăn tinh thần cuối năm dành cho khán giả mỗi khi Tết đến xuân về. Năm 2014, Thảo Vân từng tiết lộ cô đang mắc phải căn bệnh teo thủy não trái. Chính căn bệnh này khiến cô gặp phải tình trạng đãng trí, hẹn trước quên sau. Có đôi lúc hẹn người nhà cùng ăn cơm, nhưng đến hôm sau cô lại quên mất. Mắc căn bệnh quái ác, tuy phải đối mặt với căn bệnh teo bán thủy não sớm hơn so với mọi người, MC Thảo Vân vẫn vô cùng lạc quan và tích cực phối hợp điều trị. Chị tâm sự, đây là căn bệnh tuổi già mà ai cũng sẽ bị, mình bị sớm hơn mọi người thôi. Nhưng đó là bệnh bình thường, không có gì quá ghê gớm và nghiêm trọng. Đôi lúc cô tự an ủi bản thân rằng, thôi, cuộc sống mà, cái gì đến sẽ phải đến, cứ vui vẻ để tận hưởng những gì chúng ta nhận được ngày hôm nay. Mặc dù gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp là vậy, thế nhưng đường tình duyên của Thảo Vân khá là trắc trở và lận đận. Thảo Vân đã có cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm với nghệ sĩ nhân dân Công Lý cặp đôi, đã có khoảng thời gian yêu nhau 2 năm trước khi tiến tới hôn lễ vào năm 2014. Có điều khá bất ngờ rằng MC Thảo Vân là vợ thứ hai của nghệ sĩ Công Lý. Cuộc hôn nhân này xuất phát từ sự thông cảm và tình yêu thương của hai người dành cho nhau. Năm 2015, cặp đôi hạnh phúc chào đón cậu con trai đầu lòng được hạ sinh tại Bệnh viện C Hà Nội. Tuy nhiên, sau 6 năm sống chung, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi. Cậu con trai ra bảo đi theo Thảo Vân. Mặc dù sau khi chia tay, Thảo Vân vẫn tôn trọng chồng cũ. Thảo Vân vẫn góp mặt trong đám cưới của nghệ sĩ nhân dân Công Lý cùng vợ mới. Ngoài ra, cô thường xuyên dẫn con trai về thăm và gần gũi với ông bà nội. Suy nghĩ và ứng xử bằng cả tấm lòng đã giúp hình ảnh cô vẫn luôn đẹp trong mắt bố mẹ chồng. Dù đã ly hôn, nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tri kỷ. Thực ra khi tôi mong cho anh hạnh phúc cũng là mong cho tôi đấy chứ. Khi anh ấy hạnh phúc, sẽ có nhiều thứ làm cho cuộc sống của mình bình yên hơn nhiều. Nếu anh ấy bất hạnh thì con mình muốn hay không cũng bị ảnh hưởng. Còn bị ảnh hưởng không lẽ mình lại hạnh phúc? Người phụ nữ thứ ba Tuệ Minh. Sau hai cuộc hôn nhân không vẹn tròn, Công Lý kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Người phụ nữ thứ ba chấp nhận không danh phận với Công Lý có tên là Tuệ Minh, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô làm việc trong ngành ngân hàng. Được biết, hai người quen nhau trong một lớp bồi dưỡng chính trị và cảm mến nhau sau những lần tiếp xúc chưa hoàn toàn không phải tiếng sét ái tình với Công Lý. Đám cưới không còn nguyên vẹn, ý nghĩa như trước bởi dù sao trong mắt mọi người, anh cũng đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Vì thế, anh quan trọng nhất là cuộc sống của cả hai hạnh phúc chứ phải đám cưới sẽ diễn ra lúc nào. Thế nhưng cuộc tình đó cũng chỉ kéo dài được 5 năm. Người vợ thứ ba Ngọc Hà. Trải qua 3 mối tình, những tưởng nghệ sĩ Công Lý sẽ quyết định phòng không gối chiếc, nhưng nhiều người lại mừng cho cô đầu khi anh bắt đầu tiến tới với người phụ nữ thứ 4 trong đời. Năm 2016, Công Lý nên duyên với bạn gái mới là nhà báo Ngọc Hà, sinh năm 1988, kém anh đến 15 tuổi, hiện đang công tác tại một tờ báo. Cuộc tình mới của anh dù kín đáo, nhưng cũng bị bàn tán một thời gian về sự chênh lệch tuổi tác. Sau 5 năm hẹn hò, Công Lý chính thức làm đám cưới với bạn gái kém tuổi vào đầu năm 2021. Sau kết hôn, Ngọc Hà luôn là người đứng sau hỗ trợ Công Lý trong công việc và xây dựng hình ảnh. Không chỉ thân thiết với đồng nghiệp, bạn bè Công Lý mà Ngọc Hà còn có mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ của anh là MC Thảo Vân. Trước đây Ngọc Hà từng tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu du lịch. Ngoài công việc làm báo, Ngọc Hà khá năng động, cô tham gia lĩnh vực truyền thông, đảm nhận vai trò tư vấn cho một số nghệ thân thiết trong việc quảng bá hình ảnh cá nhân tới công chúng. Hai người bén duyên nhau sau một cuộc gặp gỡ công việc. Công Lý từng tiết lộ anh có cảm tình với vợ bởi chính sự tồ tẹt của cô. Đằng sau sự vô tư đáng yêu đó, anh nhận ra được một người con gái chân thành và một trái tim hết mình vì tình yêu. Ngọc Hà cũng bị chinh phục bởi chính sự chân thành của anh, chứ không phải những điều bóng bẩy hay lời lẽ ngôn tình. Cô cho biết anh có rất nhiều ưu nhược điểm, anh luôn sẵn sàng chịu thiệt và hy sinh cho người khác, đặc biệt hết mình với anh em, bạn bè. Đó cũng là lý do khiến đôi khi anh lơ là việc quan tâm những người thân trong gia đình và cả người yêu. Nhưng may mắn Ngọc Hà cũng là một cô gái tự lập không quá dựa dẫm vào anh, nên cô vẫn cảm thấy vui vẻ khi không được đón đưa hay những lần ốm mà phải tự đi khám. Sau hơn 5 năm gắn bó với nhau, Ngọc Hà và Công Lý đều khiến đối phương thay đổi theo chiều hướng tích cực. Từ một cô gái không biết nấu ăn, cô đã kiên nhẫn học hỏi rồi thành thạo công việc bếp núc, thậm chí còn chế biến được rất nhiều món đồ nhậu cho bạn trai và các anh em. Còn Công Lý thì từ ngày có người nâng khăn sửa túi đã trở nên chỉn chu và bảnh bao hơn hẳn. Chính Ngọc Hà là người đã lựa chọn từng bộ quần áo, giày dép phụ kiện cho bạn trai mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Không chỉ được lòng bạn bè của nghệ sĩ, Ngọc Hà còn có mối quan hệ tốt đẹp với các vợ cũ và các con riêng của anh. Vào những dịp đặc biệt, nghệ sĩ nhân dân Công Lý thường hẹn các vợ cũ cùng đưa con đi ăn và Ngọc Hà cũng có mặt. Công Lý từng tâm sự rằng anh thấy mừng vì bạn gái là người biết ứng xử khéo léo. Với nhiều người, mối quan hệ người cũ, người mới trước nay luôn là đề tài nhạy cảm. Thông thường, cả hai sẽ lảng tránh,
không đề cập gì đến người còn lại cũng được coi là tạm ổn rồi. Tuy nhiên, Ngọc Hà, bà xã kém NS Công Lý 15 tuổi mới đây đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi công khai ảnh nhận quà, hé lộ mối quan hệ thân thiết với vợ cũ của chồng là MC Thảo Vân trên trang cá nhân. Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải hình ảnh món quà mà MC Thảo Vân tặng mình nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6. Kèm theo đó, bà xã Công Lý cũng có những chia sẻ về mối quan hệ với vợ cũ của Công Lý khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cụ thể, trong bài viết, Ngọc Hà chia sẻ, nếu tôi nói tôi rất quý mến chị Thảo Vân thì có bị gọi là lố bịch. Thật ra, mối quan hệ giữa tôi, chị Thảo Vân vẫn khiến nhiều người hoài nghi và đặt ra câu hỏi liệu có thật là thế. Nhưng tôi cho rằng, mình chẳng cần phải chứng minh điều gì với những người bên ngoài. Mình hãy cứ sống thật với tình cảm, suy nghĩ mà hành động. Anh Lý, chị Vân và tôi là mối quan hệ thân tình và chân tình, chứ không phải là mối quan hệ được tô vẽ trước công chúng. Tô vẽ để được gì đâu. Ngọc Hà quan niệm khi là người văn minh sẽ biết cách xử lý, hành động khiến cho một mối quan hệ cảm thấy thoải mái. Cô bộc bạch thêm, đừng cố gượng ép khi mình không vui, vì chúng ta còn quá nhiều sự bộn bề, lo toan. Ngày kỷ niệm nghề của tôi, chị Vân đã tặng tôi món quà nhỏ. Tôi cũng rất vui và muốn chia sẻ nó bằng cảm xúc của mình, vậy thôi. Đồng thời, cuối bài viết, bà xã Công Lý cũng gửi lời chúc mừng khi MC gặp nhau cuối năm có những bước tiến trong hoạt động kinh doanh. Bài viết của Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết cô vừa kết hôn với nghệ sĩ Công Lý hồi tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, Thảo Vân là vợ cũ của diễn viên Những Cô Gái Trong Thành Phố. Vì vậy, khi đọc những chia sẻ của Ngọc Hà, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước cách cư xử văn minh của cả hai. Còn nhớ trước đó, khi Thảo Vân chia sẻ hình ảnh diện áo tắm trên trang cá nhân, Ngọc Hà cũng dành lời khen ngợi và khuyến khích nữ MC tích cực đăng ảnh như thế này nhé. Cuối tháng 7 năm 2021, nghệ sĩ nhân dân Công Lý không may bị ngã tại nhà riêng và bất tỉnh. Thời điểm đó, rất may bà xã của anh đang ở nhà và kịp thời gọi xe đưa anh vào viện. Tại Bệnh viện Đại học Y, nghệ sĩ được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt và điều đáng lo ngại nhất là khi các bác sĩ nói vợ anh chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Mới đây trong lần hiếm hoi nhắc lại về biến cố này, Ngọc Hà, bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý tâm sự, cô đeo khẩu trang, ngồi bất động trên chiếc ghế đá ngoài sân trước cửa phòng cấp cứu gần như suốt cả đêm vì lo lắng và hoang mang không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Mỗi lần nghe tiếng y bác sĩ gọi người nhà của bệnh nhân Nguyễn Công Lý, cô chỉ biết mau chóng chạy lại để cập nhật tình hình sức khỏe của chồng. Phải đến vài ngày sau đó, nghệ sĩ mới dần tỉnh táo xong vẫn phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt với đủ thứ dây dợ chằng chịt xung quanh. Rất may, kỳ tích đã xảy đến khi anh không phải trải qua ca phẫu thuật nào và bác sĩ nói anh đã vượt qua được cơn nguy kịch. Song cuộc hành trình chữa trị và phục hồi sức khỏe của nam nghệ sĩ mới chỉ bắt đầu. Tính đến giờ, nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã trải qua hơn nửa năm điều trị tích cực và sức khỏe của anh đang dần bình phục trở lại. Trong cuộc hành trình ấy, vợ chồng anh đã ròng rã cùng nhau trải qua hai bệnh viện từ Đại học Y Hà Nội đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và ở đâu cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ y bác sĩ. Những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng khu anh điều trị cũng trở thành những người hàng xóm của vợ chồng anh, sẵn lòng giúp đỡ cả hai mỗi khi cần. Bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý trải lòng, nhiều lúc cô tự hỏi không biết mình lấy sức mạnh từ đâu để có thể vượt qua chặng đường đầy khó khăn này. Cả hai vừa chính thức thành vợ thành chồng chưa được bao lâu thì lại phải đương đầu với biến cố lớn đến như vậy. Từ một cô gái trẻ bình thường không quen làm những việc tay chân vất vả, cô trở thành người phụ nữ sẵn sàng sán tay và làm bất cứ việc gì dù nặng nhọc đến mấy. Quần quật từ sáng sớm đến tối mịt với việc chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho chồng, dìu đỡ anh đi vật lý trị liệu, chạy đi chạy lại lo lắng mọi thủ tục giấy tờ cần thiết để điều trị cho anh rồi cả chuyện chạy vậy kinh tế để lo cho anh trong suốt quãng thời gian dài chữa trị. Bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý chia sẻ, bình thường nam nghệ sĩ vốn là người chỉ biết đam mê và cống hiến hết sức mình cho công việc nghệ thuật, không phải tuýp người nghĩ đến việc tận dụng tên tuổi của mình để làm thương mại nên cuộc sống kinh tế của cả hai cũng không quá dư giả. Vì vậy, lúc biến cố xảy ra, phải xoay sở số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn để có thể lo viện phí cho chồng. Cô từng không khỏi xót xa khi gặp phải sự quay lưng của nhiều người cứ ngỡ là mối quan hệ thân tình của chồng mình. Thương chồng, cô từng xác định kể cả phải bán nhà cũng chấp nhận để có tiền chữa trị cho anh. May mắn vào lúc ấy, có người bạn thân của nam nghệ sĩ chủ động đề nghị hỗ trợ hai vợ chồng cô, một số người họ hàng, bạn bè thân thiết khác cũng quan tâm động viên cả hai cố gắng. Hiện tại, sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã hồi phục một cách diệu kỳ. Bà xã anh tâm sự, chính các y bác sĩ cũng ngạc nhiên trước sự hồi phục này của anh và động viên anh tiếp tục nỗ lực để lấy lại hoàn toàn sức khỏe. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang đến cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích và hãy bình luận những ý kiến riêng của các bạn ở phần comment ở phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh Thông tin Người Nổi Tiếng để luôn luôn ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn nhiều sức khỏe.